Cửa hàng Nhật Động Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng địa chỉ của cửa hàng ngã tư Sông Rai, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại 0986282901. Số điện thoại bên em có sử dụng Zalo và bên em có ship hàng toàn quốc nhé mọi người. Hôm nay cửa hàng em lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một em máy cơ xích tay cụt mini nhỏ gọn nha mọi người. Đó, em này thì đến từ nhãn hiệu của Ethiopiorit nhá, hạng Green nha mọi người. Mã số của em này là GC31 nha mọi người. Đó. Em này thì tay cụt nhỏ gọn, trọng lượng của nó là 3,8 kg. Đó, nòng của nó là 37 ly nha mọi người. Đó, hai ốc chân lam nhé, dành cho anh em gọi là sử dụng chia về mảng leo kỉa canh, hoặc lâu lâu mang ra dọn vườn rẫy trong gia đình vườn nhà nhé mọi người. Đó, em máy trước mắt mọi người thì em máy này còn khá là mới nha anh em. Đó, đẹp đến 90% nha mọi người, rất là đẹp, tất cả các chi tiết là riêng nguyên bản nhé, không lái một cái gì ha. Đó, thì em này là 31cc nha mọi người, nó đến nhãn hiệu của Echo là anh em biết rồi, xài rất là nhạy nổ, ổn định ha, tiết kiệm nguyên liệu tốt nha. Đó, lam kiểu này được sử dụng lam tổng, độ dài là 40 nhá mọi người, mà các cây là 35cm nhá. Đó, xích 91 nha. Đó, lam xích rất đẹp này, đầu rãnh chưa dập chưa tè, nếp sơn còn nguyên trên cây lam này. Đó, và anh em thấy không, đó tem nhãn hiệu kêu Rip Green này, đó trên cây lam còn nguyên nhá mọi người. Xích này bên cửa hàng đã rũa sẵn nhá, về anh em chỉ việc cắt thôi. Đó, xích 91 nha anh em. Đó, rất là đẹp nhá. À, còn dày mắt ha. Đó, hai ốc chân lam nhá, vận trực tiếp bằng 80 này. Tăng xích của em này nó nằm đằng trước này mọi người. Đó, đây nó còn vít dẹp đằng trước này, đó là con tăng xích nhá. Đó, bên phía mặt má ốc lam đây, tem nhãn hiệu mạc nó vẫn còn nhá mọi người. Đó, rất là mới nha nhỉ. Màng mô này, vô xả nhá. Đó, lốc mặt tiền là sau đây, lốc mặt đằng trước này nha mọi người. Tình trạng máy là zin nguyên bản nhá mọi người. Đó, bảo hành nòng 12 tháng, anh em mua được tặng kèm 3 món đồ đi theo máy nha. Buji rũa tím ở buji nhá. Đó, lốc mặt tiền đằng trước thì nó thiết kế cho mình một cái nắp bình chứa nguyên liệu đằng trước này. Đó, bên trên là cái núm bơm nhú bơm xăng này, ở dưới là cái e, và nắp đằng sau này là nhớt thả để bôi trơn lam xích nha mọi người. Đó, bên phía má hộp giật đây, tem nhãn hiệu mạc vẫn còn ha. Đó, kêu Rit Green này. Đó, mã số seri đây nhá mọi người. 016461 nhá, Made in Japan ha, hàng chuẩn của Nhật Bản nhá mọi người. Đấy, công tác làm đây nhá. Rồi giờ bên em sẽ khởi động cho anh em nghe tiếng máy nhá. Anh em nào có nhu cầu sử dụng máy cơ xích Echo Green Crit này, liên hệ qua đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nhá mọi người. Khởi động cho anh em nghe nhá. Xuống là tắt, để lên là xài nhá. Đó, máy rất là êm ấm ha, rất là bông máy, và đời này là có tay thắng xích luôn nhá mọi người. Đó, vừa em chưa giới thiệu cho anh em ha, có đầy đủ tay thắng luôn. Nên anh em bật về đằng trước này, đó là nó sẽ khóa cái xích này lại, nó không quay xích nha mọi người. Còn khi mà anh em đẩy về đằng sau này, anh em cắt hoạt động bình thường nhá. Đó. Rồi ok, máy cơ xích Echocurit hạng Green, mã số của em này là GC31 nha mọi người. Anh em nào có nhu cầu sử dụng em máy cơ xích tay cụt mini nhỏ gọn này, liên hệ qua đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nha mọi người. Cảm ơn anh em rất là nhiều nhá.